Chồng chị yêu em Nhưng sổ đỏ và hôn thú thì mang tên chị Tiếng đời gọi chị là vợ Còn em mãi là kẻ thứ ba Đeo nhẫn cho chị Nhưng lại đeo bao với em Cuộc gọi và tin nhắn cho em cũng phải ẩn danh Xong cho vào thùng rác Hổ dữ xa cơ không đến lượt chó mèo lên tiếng Rồng mắt cạn cũng không ngang hàng với tép tôm em nha Eo ơi gửi lại cho con bạn đoạn văn em tế sống tiểu tam Mà hai đứa cười như đắc nẻ em còn nhớ như in mà con bé tiểu tam chuyển màu đúng bảy sắc cầu vồng cơ trông quái thai mắc cỡ lắm ý mọi người đang thắc mắc em vì sao chồng cặp bồ mà lên đây kể chuyện cười hình hệt vô tri đúng không em nói thật phụ nữ hiện đại em rất là ngại đến ghen thêm đường đường là phu nhân chủ tịch ai lại đi tốt váy gào mồm ngoài đường với mấy con trà xanh vô học ấy làm gì cho ngang hàng với tụi nó chồng mình bồ bịch nó ăn vào máu rồi không cặp con này thì cặp con khác bỏ chồng thì mình với con thiệt thôi Thôi cứ ngu ngơ hưởng thái bình Tiền em vẫn tiêu Không hết Lại có chó để chọc cho vui Tội gì bỏ của chạy lấy thân Nhường mồi ngon cho loại gái trẻ tiền Em có cách của riêng em Nhẹ nhàng thôi Nhưng kiểu gì cũng khiến tiểu tam tức trào máu con tiểu tam lần này chồng em cặp tên là mi làm tư vấn nhà đất hai bốn hai tuổi gì đó nói chung là ngon trẻ khỏe thì mới lọt vào mắt ông lớn được qua điều tra sơ bộ thì gia cảnh cũng nghèo hèn nhưng cái cách nhân cách trộm tư chất thông minh tốt nghiệp đại học đó mà vận dụng sai kiến thức, không đi giúp đời giúp mình, lại đi cặp kè sơ muối, lấy lỗ làm lãi. Mà lấy lỗ làm lãi có tiền thì im đi. Đây lại xui chồng em bỏ em cơ, buồn cười lắm. Còn ti toe gửi kết bạn với em hồng trêu tức, lâu lâu á khấy đẻo đôi câu, đăng lên, em nghe chỉ thấy trẩu, em làm được mẹ nó đến nơi rồi ấy chứ. Một vài lần ngứa mồm em còn cho qua, nhưng dạo này ngứa mồm nhiều lần quá nên em hết muốn sống yên biển lặng rồi. Nói đâu xa, cách đây 3 tháng sinh nhật em, nhân viên của chồng ôm hoa và quà đến chút ngập cả nhà. Em dị ứng phấn hoa. Nhận cho vui thế thôi chứ hắc xì gần chết à. Tàn tiệp phải sai giúp việc ôm đi vứt hết đó. Thế mà ngay sáng hôm sau đó, em đã thấy bé My đăng lên ôm bó hoa hồng to bự nói. Anh yêu lãng mạn quá à. biết em thích hoa nên sáng sớm đã bấm chuông tặng một bó hoa tươi, khiến em vui cả ngày. Rồi ôi ông chủ tịch chắc tiếc của Lại ra tận bãi rác nhặt về tặng tình nhân đấy mà Đúng là của rẻ thì nên đi với hàng ôi Em đăng ngay video Chồng và giúp việc ôm hoa đi bỏ ra bãi kèm dòng cáp Hoa đẹp bỏ đi tiếc ghê Nhưng biết làm sao được Khi mình bị dị ứng phấn hoa Không có duyên với mấy cái cánh hồng lã lơi rồi bài em đăng chưa được 10 30 phút, Tiểu Tam đã xóa vội bài ban sáng khoe được tặng hoa, đúng là có tật giật mình, khấy người thì phải rõ mình, ăn cơm thừa canh cặn của người ta mà cứ tưởng mình là mây là gió. Chồng em thì chưa biết em phát hiện ra ổng cặp bồ đâu. Coi cái bộ dạng lén lén lúc lúc giấu giếm mập mờ nhắn tin với cái mi như cái thằng trẻ con. Mà em thấy mắc cỡ dùm, già còn dơ. Cái hôm con mi biết ổng nhặt hoa bảy rác về tặng nó. Không biết làm khùng làm điên gì mà một tối chồng em đi vệ sinh tận 4 lần, mỗi lần ngồi cả 4 tiếng. Chắc thanh minh với con bé đó, em thấy còn trêu đi ít thôi, kẻ trĩ đó, cặp với con mi độ một năm rồi, cặp đúng vào sinh nhật năm trước của em. Bấy chục năm bên nhau có đúng sinh nhật năm đó em bị ống bùng, với lý do hợp đối tác. Sau phát hiện ra là đi húp sò con mi thì em cay em ghim, tháng vừa rồi là sinh nhật con mi đó em quyết trả đũa chờ lúc ổng đóng bộ vuốt keo xịt nước hoa ngào ngạt ra đến cửa thì em giả giờ xỉu ngất trong bếp còn cố tình làm đổ bình hoa xước tay nữa tưởng em làm sao chồng em sợ quá vội cho em đi cấp cứu em nháy trước với con bạn thân là bác sĩ kêu nó nói em bệnh nặng vô con bé được việc nó bảo em suy nhược lại thiếu sự quan tâm nên sinh ra biến ăn bệnh lý ăn uống thất thường thiếu máu thiếu chất gì đó nếu không kịp thời điều hòa sẽ sinh bệnh nguy hiểm Lão chồng em cặp bồ nhưng vẫn cưng em như trứng. Thấy vợ nằm truyền nước, ai nở bỏ đi. Vậy là sinh nhật của con mi nó phải đón một mình rồi. Em đòi ăn cháo, lão lục đục chạy đi mua về, nấu cho em. Em quay ngay video đăng phở bò, ôi rồi ôi. Tiểu Tam thả tim bài em đăng, chưa đầy 5 phút mấy chồng em nổ chuông liên tục. Lão hớt hơ hớt hải do bộ trách em đối tác giận nên gọi mắng. Có mà đối tác trên giường, á em nũng nịu đôi câu, vài cái ôm vuốt ve, chồng em liền tắt nguồn Ôm em đi ngủ Chắc gọi chồng em không được Váy áo súng xính cả rồi Sinh nhật còn bị buồn kèo Nên con bé tức phát rồ Đăng mấy cái video buồn bã tâm trạng lên Xong rồi nói Kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba Có những người yêu nhau sao không đến được với nhau Em nghe mà nấu cả mề chắc nó cay em vụ em vụ à, giả bệnh chủ, dụ chồng ở nhà buông cây sinh nhật nó nên sau đó cả một tuần nó đăng story công khai chồng em hôn má nó cho em xem mọi người ạ à. tuy chỉ quay nửa mặt chồng em nhưng mà người quen đều nhận ra người trong video ấy là chồng em liên tục chụp lại nhắn hỏi em để đính chính âm thầm được yêu thì không chịu lại tích trùm ben lên để gây tan vỡ nhà em em chỉ lo cho các con em biết chuyện chúng nó sẽ tổn thương thôi chứ em á hả thì đếch cần chưa hết, nó còn nhắn thẳng cho em, gửi video chồng em và nó trai trên gái dưới ăn hào đại dương trong khách sạn để hạ nhục em. Kỳ này nó xong với em rồi. Chiều đó chồng em về, em giả vờ một ngồi buồn. Lúc chồng em em thì em còn khóc nức nở kêu với chăm con mệt nhọc ở nhà nhớ chồng, tuổi thân. Rồi còn nói phét là bạn mới được chồng tặng đất, bị bạn chê làm phu nhân chủ tịch mà chả có vẹo gì dắt sườn. Cứ nức nở nất cả lên, thế là chồng em mũi lòng, hứa ngay sáng hôm sau sẽ đưa em đi mua ngay miếng đất phố, đền bù tổn thương trong lòng. Em nhanh nhỏ, chọn ngay văn phòng bất động sản cái mi làm, còn nghe ngóng được ca làm của nó để đến cho chuẩn. 9 giờ em và chồng em có mặt, vừa thấy cái mi chồng em đã tính quay đi, nhưng em giả bộ không rõ mối quan hệ của họ, cứ ngây ngô hỏi sao thế xong nước mắt lưng trồng thế lỏng lại mũi lòng đưa em vào trong cùng xem đất ba người ngồi đối diện nhau chồng em thì vã mồ hôi tay cầm tay em mà lạnh ngắt ướt nhẹp à còn cái mi mặt căng như dây đàn khéo em chọc đôi câu là sủa tiếng chó thay tiếng người luôn ấy chứ nhưng vì công việc và đồng tiền mi vẫn phải cố vẽ nụ cười đon đã giới thiệu đất cho em 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 vừa lật xem vừa nũng nịu ôm hôn chồng, chồng sợ em phật ý nên đành phối hợp, cái mi sáng đó ăn no cơm chó của em luôn mà. chắc sợ diễn lố bồ cấu nên chồng em khéo léo xin em đi vệ sinh chồng em vừa đi cái mi đã hiện nguyên hình nhếch mép hỏi em xem video chồng chị ăn hào của tôi chưa anh ấy khen ngon ăn đứt hào khô của nhà vởi có tiền mà điêu tàn thế nghe câu người không được yêu là người thứ ba chưa em vẫn giữ nguyên phong thái cười nhu mì chị xem rồi chị còn gửi ẩn danh cho cả cơ quan chị xem cơ Ai cũng khen hầu em tươi đấy, có khi đợt này bán hầu lại kiếm được khách vip. Nhớ ơn chị nha. Nghe đến đây cái mi tai đỏ phừng phừng, con đã bà điên, không được yêu nên khùng rồi hả? Em cười mỉa mai, ừ. Thì chồng chị yêu em, nhưng sổ đỏ và hôn thú thì mang tên chị. Tiếng đời gọi chị là vợ, còn em mãi là kẻ thứ ba. Đeo nhẫn cho chị nhưng lại đeo bao với em. Cuộc gọi tin nhắn cho em cũng phải ẩn danh xong cho vào thùng rác. Hổ dữ xa cơ không đến lượt chó mèo lên tiếng rồng mắt cạn cũng không ngang hàng với tép tôm em nhé. Tuổi trẻ chưa trải sự đời, mới kích có đôi câu là đã dựng sò lên mức bình tĩnh rồi. Con bé cây, nhưng nói gì lại em, hất kê bàn đang ngồi lật sang một bên, hét kêu em cút. Không có bán chát gì nữa, thuận nước đẩy thuyền. Em giả vờ, ngã đập đầu vào cột, tráng sức nguyên miếng rớm máu. Mọi người trong văn phòng đều chạy ra ngơ ngác Lão chồng đang ở trong nhà vệ sinh của hốt hoảng chạy vào, con bé biết mình cả giận mất khôn. Tính giải thích thanh minh thì em òa khóc kêu choáng, nói em chỉ hỏi đất kỹ có xíu thôi mà bắn em có tiền làm càng, bảo em cút không bán, xô em ngã vỡ đầu. Ui chồng em mới thì xót em, có mười con tiểu tam cũng chả bằng vợ kết tóc xe duyên sống cùng mình đến hết đời, đúng không nè? Chồng em lao vào túm tay con mi, mắt vằn tia máu hỏi nó chán sống rồi à? Xong quay qua cảnh cáo phòng làm việc quản là nhân viên. Không thì không bao giờ có lần hợp tác sâu làm giám đốc. Chi nhánh hải quá xin lỗi chồng em rối rít và tuyên bố cho mi nghỉ làm vô thời hạn. Kiểm điểm lại tác phong trước toàn thể nhân viên. Vụ việc xảy ra cách đây nửa tháng rồi. Hôm trước lão ngủ em chơ máy vào xem thử. Thay blog con mi rồi. Còn nhắn tin bảo nó sướng không biết hưởng thì cút nữa. Đúng là đàn ông nó bạc thế đấy. Mấy em tiểu tam cũng nhìn em mi. Vợ bé hụt của chồng chị mà học hỏi nha. Của thiên thì trả địa, chớ có thói cướp giật rồi nhục vào thân, sống biết điều thì mới thọ được. Thiệt sự luôn, trước giờ chỉ nghe hàng tăng kèm là hàng rẻ tiền không tốt Nhưng mà với trường hợp của mình thì câu nói này đúng là phải xem lại nha mọi người Chào mọi người, mình tên Dũng, năm nay 33 tuổi, hiện đã làm bất động sản và thu nhập rất là khá Người yêu mình tên là Nhung, kém mình 6 tuổi Năm nay hai đứa mình đang chuẩn bị làm đám cưới Nhung và mình yêu nhau đã lâu, ngày tháng khó khăn nhất của mình luôn có em bên cạnh an ủi động viên. Không qua khi mà nói rằng á nha, mình có được ngày hôm nay là cũng nhờ em ấy mọi người. Nhung á, thì có một người bạn thân tên là Trâm, phải công nhận chứ em này rất là xinh gái, nhưng mà tính tình khá là trẻ con. Mà nói đến đi đường xa thì không bằng Nhung đâu, Thú thiệt với mọi người, mình với Trâm có lén lút sau lưng Nhung cũng đã được mấy năm. Phải kể đến lần đầu mình gặp Trâm đã cảm thấy thích em rồi. Nhưng vì đó là bạn thân của người yêu cho nên mình dẹp bỏ suy nghĩ ấy sang bên. Cho đến hôm, Trâm chủ động bắt chuyện với mình trong một buổi tiệc liên hoan. Tính mình thì vốn thoải mái cho nên tất nhiên vui vẻ đáp lại rồi mọi người. Thế mà hôm đó mình hơi quá chén, sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình với Trâm đang ở trên cùng một chiếc giường. Em còn đang trần như nhộng nữa chứ. Đến khi Trâm mở mắt thì em la toán cả lên Rồi còn khóc thút thích đáng thương lắm luôn Biết rằng việc này cũng là một phần lỗi của mình Nên mình cũng không nghĩ đến chuyện cho bỏ trách nhiệm gì đâu Dù mình đã nói vậy Nhưng mà Trâm vẫn cứ khóc Em còn lo lắng cho Nhung mà hỏi gì nè Nếu anh chịu trách nhiệm với em á Thì Nhung biết tính làm sao đây Em không muốn mất đi tình bạn này đâu Nghe em nói như vậy Mình mới bàng hoàng nhớ đến bạn gái Cảm giác tội lỗi lại trào lên nhưng mà lý trí của mình hoàn toàn bị cắt đứt khi mà Trâm nhìn mình với ánh mắt đầy trìu mến mà nói vậy nè. Nhung quan trọng với em lắm, nhưng mà cả anh cũng vậy, em không muốn mất cả anh đâu. Thực sự lúc đó nhìn em rất là tội, mình phải dỗ dành mãi em mới nói ra sự thật. Trâm thích mình từ lâu lắm rồi, trước cả lúc mình với Nhung công khai yêu nhau cơ, nhưng vì nghĩ cho bản thân và mình cho nên đó, em mới ấp ủ đến tận bây giờ. Ôm em vào lòng càng thương em hơn. Thân hình nhỏ bé này đã phải chịu nhiều biết bao nhiêu là ức ức. Nghĩ lại yêu nhung bao lâu, em cũng không cho mình động vào người. Còn cổ hủ nói rằng đêm đầu tiên nhất định phải dành cho tân hôn. Trái ngược lại, Trâm biết cách chiều mình, em lại là người kính miệng cho nên chắc chắn không hó hé nửa lời đâu. Thế là mình quyết định vẫn sẽ giữ mối quan hệ với Nhung ngoài ánh sáng, nhưng âm thầm qua lại với Trâm trong bóng tối. Mối quan hệ này cứ duy trì cho đến năm nay khi mình quyết định sẽ rước Nhung về làm vợ. Trâm khóc thảm lắm luôn á Em cứ liên tục hỏi mình Sao nở lấy Nhung làm làm mình ái náy quá trời luôn Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại Đúng là yêu Nhung có hơi nhàm chán Nhưng mà để cưới làm vợ Thì nhất định phải là cô ấy Đã dỗ giang, lại hiền thụ, biết giữ chừng mực Còn Trâm chỉ để qua đường thôi Không biết đã như vậy với bao nhiêu thằng rồi nữa Nhưng mà để thuận tiện đến ngày kết hôn Mình vẫn phải dỗ ngọt Trâm Đến khi kết hôn xong vẫn qua lại với em con vậy Trâm mới chịu buông tha cho mình đó chứ Nghĩ lại lựa chọn này của không tồi chút nào Thay vì bóc bánh trả tiền sau khi kết hôn Chẳng phải qua lại với bạn thân vợ Vẫn an toàn hơn hay sao đúng không Cứ ngỡ kế hoạch đến đó là hoàn hảo mọi người Nào ngờ đến trước ngày cưới Chỉ còn vài hôm Nhung phát hiện ra tất cả Cho dù mình có giải thích thế nào đi chăng nữa Em cũng không nghe Còn nói có cả bằng chứng Mình sợ đến tím tái mặt mũi Đành thừa nhận tất cả Cố dùng lời lẽ ngon ngọt Thề thốt sẽ sửa lỗi mà Nhung vẫn không chịu, em nhất quyết quay gót trời đi. Đến lúc này á chỉ còn lại một lựa chọn là Trâm, nhưng mà dù có ế cả đời, mình cũng quyết là không lấy cái loại con gái dễ dãi như vậy được, vốn từ đầu mình chỉ định qua đường thôi. Sự việc bị Nhung phát hiện chẳng ai mong muốn, mình bối rối chỉ biết gọi cho Trâm đến giải tỏa thôi. Nào ngờ, mình bị Trâm chặn số, phải mất mấy hôm mình mới gặp được Trâm. Đến khi gặp mình, em không nói không rằng tặng ngay cho mình một cái bạc tai. Rồi từ trong túi lấy chiếc điện thoại ra Mở đoạn ghi âm mình thề thốt Chỉ yêu mình nhung Và trăm chẳng là gì cả Chơi qua đường giải trí mà thôi rồi đến lúc này á mình chẳng còn gì để mà giải thích nữa. Trâm thì cứ chỉ thẳng vào mặt chửi mình là cái thứ khốn nạn, tồi tệ, mạc hạn, thua một con chó. Mình không nhịn được, cũng tuôn ra một tràn cãi vã với Trâm. Cô gặp gỡ lần này quá mức là tồi tệ đi. Con mẹ Trâm cây cú loan tin cho tất cả bạn bè biết. Nó còn phốt mình lên mạng xã hội, khiến mình mất mặt với bạn bè đồng nghiệp. Mình cay mà không làm gì được Vì nó còn có cả bằng chứng cụ thể Chuyện này mình bị lỗ quá nặng đi Mất cả bồ cả vợ luôn rồi Nhung ơi anh hối hận rồi Bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến em thôi Nếu còn lương tâm hãy quay trở lại bên anh đi Anh hứa sao không tái phạm lần thứ hai đâu Eo ơi thề các bạn cứ chê những người cờ rớt một người 10 năm Nhưng mà mình nói thật các bạn đã bao giờ trải qua cảm giác sau 10 năm có được thành quả chưa Nó xuống tê người luôn thật sự Mình đang trải qua đây nè thích vải cá nho Chào mọi người, mình là Thủy. Mình đã có người yêu rồi nha. Người yêu mình là Nam bằng tuổi mình. Mình thật sự không khoe, không chịu nổi. Vì mình đã vất vả suốt 10 năm để có được Nam mà. Chuyện phải kể từ những ngày đầu tiên vào lớp 10. Trời ơi, còn sớm. Đợt đó có gió mùa về nên buổi sáng có hơi lạnh một chút. Lạnh thì thường ngủ ngon và đương nhiên mình bị muộn học ngay từ lần đầu tiên bước vào trường cấp 3 rồi. Đang vội đạp xe đến trường vì sợ trễ thì ai ngờ tới khúc cua trước cổng trường, mình lại đâm sầm và cậu bạn cũng đi muộn như mình. Cú va chạm không hề nhẹ, cả hai đều lăn ra đất và để trốn tránh trách nhiệm thì mình ôm chân giả khùng. Ôi, đau thế không biết. Cậu bạn khi thấy mình nằm ra đất như thế thì chạy đến đỡ mình dậy. Miệng thì liên tục xin lỗi, cậu có sao không? Cậu đi cậu phải nhìn chứ, tông thẳng đít xe tớ không ngã mới lạ đó cậu đâu ở đâu để tới xem nào má ơi cái giọng này cái giọng của mc đài truyền hình không mê thì thật sự phí quá trời phí mình ngước mắt lên nhìn thấy gương mặt đó bừng của cậu ấy vừa đau chân mà vừa tức cười mình khoan thai anh hùng cứu mỹ nhân kiểu gì mà để mỹ nhân ngã sắp mặt thế này mà cậu hỏi thừa thế đương nhiên là đâu rồi đau chân mà đâu cả tim nữa rồi đây này cậu ấy đơ ra chẳng biết đáp gì thì đứng đó nhìn mình đầy bối rối thế là từ cú va chạm đầu đời đấy mình hỏi luôn tên tuổi làng xã địa chỉ nhà để sau này thuận thế theo đuổi luôn chứ người vừa đẹp trai vừa nói hay thế này, Tuột khỏi tay là tiếc lắm. Nhưng mà trời ơi nam đúng là cái người ngây ngô số một. Theo đuổi cậu bạn này cũng khó khăn nhiều phần mọi người ạ. À. Đầu tiên thứ duy nhất mình thấy may mắn là hai đứa cùng lớp và đương nhiên là cùng đến muộn, nên hai chúng mình ngồi cùng bàn cuối cùng luôn. Thành ra cũng dễ bắt chuyện với thân thiết. Và vì mình đã định sẵn rằng nam phải là người của mình, nên là mình bày tất cả những trò có thể khiến cậu ấy chú ý đến mình nhất. Một lần trong giờ kiểm tra mình định giúp cậu ấy bằng cách truyền phao, mình chép xong rồi cũng nên giúp bộ tương lai điểm cao cùng với chứ. Nhưng mà mình tính không bằng cô giáo tia vừa đến chỗ chỗ của nam thì bị cô phát hiện mình có hiếu với trai lắm để nam không bị liên lụy mình đứng lên nhận lỗi liền và không quên flex tình cảm em chỉ muốn thể hiện tình cảm với bạn nam thôi ạ à. cả lớp nghe xong bùng nổ tiếng cười nam thì càng đỏ mặt hơn còn mình nó chỉ biết đứng đó mặt vẫn hiên ngang dù biết bị ăn chắc con không bài kiểm tra vẫn rất khoái trí, đúng là cạn lời mà. Đã thế đến buổi văn nghệ cuối năm, mình, một cô gái hát cũng bình thường thôi, nhưng mà bị mấy đứa trong lớp bơm tim vào đầu tư tưởng mày hát hay lắm, đã tự tin lấy hết can đảm lên sân khấu hát tặng nam một bài tình cảm. Nhưng mà dù gì bản thân cũng có chút liêm sĩ, mình chỉ nói rằng bài hát dành cho người đặng người bạn đặc biệt mà thôi. Nam ngồi dưới rõ ràng hơi ghen tuông, nhưng mà lại chẳng dám hỏi thẳng, eo ơi cái nết ghen kìa. Eo ơi thích mình rồi chứ gì. Thừa thắng xong lên, mình hát hết bài thì có cũng chịu lên sân khấu tặng mình bó hoa rồi nói câu tỉnh bơ tớ tặng hoa cho cậu vì màn trình diễn rất hay Ai, sao mà mình lại cờ rớt một người khờ vậy không biết nghe cũng biết là dành cho cậu chứ vừa vui vừa bực vì cái sự chậm tiêu của cậu ấy lên đại học mình đã căng hỏi nam rất là nhiều về trường nam muốn vào và mình đã đăng ký đúng trường đại học đó khác mỗi khoa thôi à nên chúng mình vẫn thân thiết tình thương mến thương lắm khổ một nỗi là càng thân thì nam càng ngối mọi người ví dụ như trong một buổi sinh hoạt chúng mình chơi trò bịt mắt bắt dê khi mình bắt được nam chỉ cần đánh hơi mình cũng đã biết rồi mở mắt ra mình cười đùa định mệnh đã cho chúng ta ở bên nhau rồi vậy mà mọi người biết sao không nam chỉ cười trừ rồi gạt tay mình ra cậu tính làm gì tôi hả hai tay đặt trên núi đồi của tôi thế này eo ơi bái thiến hả Xì. Dù gì nó chẳng là của tôi Cậu không cần phải làm bộ làm tịch Nubakachi hãy đợi đấy Sao hôm đó mình dỗi luôn Không thèm nói chuyện Mà chỉ âm thầm tặng quà Rồi âm thầm dùng 10 cái nít ảo Để nhắn tin cho Nam thôi Dễ gì thoát được tay chị Đến lúc ra trường đi làm Mình quyết định thay đổi chiến thuật Thử tạo chút ghen tuông Mình chăm chỉ đăng ảnh chụp cùng đồng nghiệp Nam lên mạng xã hội Kèm theo dòng caption Một ngày làm việc vui vẻ cùng anh bạn dễ thương Quả chiến thuật này có vẻ ổn áp Ngay lập tức Nam nhắn tin hỏi Bà có bạn trai rồi à Rồi còn nghĩ sao Mình đáp lại một cách mập mờ để Nam tức điên lên Bà nghĩ sao nè Người xinh xắn vui tươi như tôi lại chả có bồ được sao cứ tưởng là Nam sẽ phản ứng gì đó Nhưng mà cậu ấy lại chỉ im lặng một lúc rồi chuyển chủ đề Là mình cạn mẹ nói lời Đợn thế không biết Không dừng lại mình nhờ một bồi bạn giả là bạn trai Hẹn gặp Nam trai để ra mắt Trong buổi gặp bạn trai giả của mình liên tục thể hiện tình cảm quá mức Khiến Nam khó chịu ra mặt Cậu ấy uống rượu liên tục Rồi lấy cớ bận việc rời đi sớm Mình mừng thầm Vì cuối cùng cũng khiến Nam phải ghen Nghĩ rằng kế hoạch đang tiến triển tốt nhưng mà ngày hôm sau, Nam lại hẹn tôi ra nói chuyện, tưởng rằng cậu ấy sẽ tỏ tình, tôi hào hứng chuẩn bị thật kỹ, vậy mà khi gặp, Nam chỉ nói tới chúc mừng cậu tìm được người tốt, hy vọng cậu sẽ hạnh phúc. Ôi đã hơn hai mấy tuổi đầu rồi mà Nam nó không trưởng thành được chút nào mọi người. Mình như bị dội một gáo nước lạnh nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi. Đến nước này, mình quyết định gửi hết tâm tư tình cảm cuối cùng tại buổi họp mặt bạn bè cũ thời cấp 3. Mình đề xuất chơi trò thật và thách và khi đến lượt mình, mình mạnh dạn nói mình đã thầm thích một người suốt 10 năm, nhưng mà người đó ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của mình. Cả phòng cười rộ lên, Nam thì ngồi im lặng, mặt mũi bối rối rõ ràng. Sau bữa tiệc, Nam kéo mình ra một góc, nghiêm túc hỏi, người còn thích suốt 10 năm có phải là tớ không? Tôi nhướng mày đùa lại, cậu nghĩ sao? Nam hít một hơi sâu, lấy hết can đảm rồi nói, nếu là tôi thì tôi muốn nói rằng tôi cũng thích bà từ lâu rồi Chỉ là tôi nghĩ bà không thích tôi Nên là không dám nói Nghe đến đây là hiểu rồi đúng không cả nhà Trúng mánh rồi, dính tôi rồi chứ gì Rồi em sẽ được yêu mà thôi Và đó chính là khoảnh khắc này Mình bật cười rồi bảo thích mà không dám nói Sao ông hèn vậy, đã thế lại còn ngốc nữa Ông có thấy ai không thích mà lại lẻo đẻo Thôi ông bày trò trước mặt ông suốt chục năm trời không Chậm tiêu thì chứ Mình vừa nói xong thì nam hôn cái chục vào mỏ Em ơi các bạn ơi, tôi được hôn rồi Nụ hôn đầu với người đầu tiên tôi yêu Trời ơi điên mất thôi mình kéo năm lại làm thêm phát nữa chứ một cái chưa có thỏa mãn được thế là sau 10 năm theo đuổi với đủ mọi chiêu trò cuối cùng mình cũng được nghe lời tỏ tình từ cậu bạn ngốc nghếch đấy giờ thì chúng mình yêu nhau rồi đó các bạn nam yêu mình lắm trông hơi ngáo ngơ thế thôi nhưng là ngáo ngơ trong tình yêu á nam tinh tế và dễ thương lắm chưa gì đã muốn trước mình về làm bồ rồi đây nè chỉ cần anh ngỏ lời là em đồng ý làm bồ anh luôn anh yêu của em Nhả vía cho chị em nghe yêu yêu ai ngờ lại chỉ cao 1 mét 55 nặng 45 kg Nếu không phải còn bạn thân của tôi vô tình bắt gặp được Thì tôi cũng không ngờ người đàn ông mà tôi muốn lên xe hoa Lại cắm cho tôi một cái sừng dài như vậy Còn tiểu tam kia là nữ đồng nghiệp cùng cơ quan Cô ta rất biết về sự tồn tại của tôi Nhưng mà không hề mảy may quan tâm Hai người thường xuyên hẹn hò lén lút Có những buổi giao lưu ban thưa tình tứ Biết người yêu cắm cho mình quả sừng ối rồi ôi thế này Bình thường mọi người sẽ phải chạy chia tay thằng bộ cũ Rồi chạy ngay ra đánh ghen tới tấp đúng không Trò này quá xưa Chia tay kiên thì dễ Nhưng tôi không muốn Tôi phải cho đôi cẩu nằm nữa kia biết thế nào là lễ độ dám làm phí ba năm thanh xuân của bà nhà bé ba kia mở nhà hàng khá lớn tôi đã cố tình ghé thăm và tổ chức tiệc sinh nhật cho bản thân tại đó trong ngày sinh nhật đúng vào cuối tuần rất đông khách tôi đăng ký đăng video chúc mừng bạn trên màn hình lớn và đương nhiên chủ nhà hàng vui vẻ đồng ý ngay nhưng bố mẹ cô gái kia đâu có biết trên màn hình đâu phải video tôi chúc mừng sinh nhật bạn mà là tên tuổi đầy đủ của cặp đôi gian dối kia những dòng tin nhắn mùi mẫn giữa họ cùng ảnh con gái chủ nhà hàng lả lơi gợi cảm khoe xọa khoe buổi hớ hơn. đương nhiên không thể thiếu dòng chữ đây chính là con gái chủ nhà hàng này đang cặp kè với chồng sắp cưới của người khác toàn về phía anh kiên anh ta ở cơ quan năng lực cũng tạm tạm nhưng có tính rất hay nói xấu cấp trên mỗi khi đi làm áp lực mệt mỏi anh ta luôn xả với tôi kể đủ thứ chuyện ở cơ quan đặc biệt là chê ba xếp không ra làm sao thậm chí còn có phần nói quá lên cho đỡ tức những lần như vậy tôi không quên ghi âm lại thậm chí lén quay hình và toàn bộ đóng bằng chứng đó được tôi gửi tặng cho cấp trên trực Hậu quả ra sao? Tùy xếp của anh ta định đoạt. Sau lần tiết lộ sự thật về nữ đồng nghiệp của kiên giữa nhà hàng, anh ta biết tôi đã phát hiện ra mọi chuyện. Anh ta tìm mọi cách liên lạc với tôi để giải thích nhưng không được. Giờ cộng thêm việc ở cơ quan, khỏi phải nói anh ta tức điên lên như thế nào. Kiên có vẻ rất sốc nhưng những gì anh ta lừa dối tôi suốt một năm qua còn sốc hơn. Kiên và nữ đồng nghiệp của anh ta xứng đáng và trả giá. Đáp là những cuộc gọi không dứt từ tên bạn trai điểu cán. Tôi chỉ nói đúng một câu: hủy hôn đi, hủy thì hủy thôi. Chắc tôi còn thèm ạ. À nhưng ai ngờ được đôi tình nhân yêu nhau thấm thiết này còn vượt qua định kiến của thiên hạ dám làm đám cưới trước mặt tôi còn bạn thân của tôi tương ngay câu chúng nó làm thế để trả thù mày chứ sao đã phá thì phá cho trót đám cưới của chúng nó cũng được có để yên không cần con bạn tôi phải nhắc đã chơi thì phải chơi tới bến chuyến này tôi sẽ quậy tung cái đám cưới của kiên lên nhưng cũng may đám cưới này tôi chỉ tốn tiền váy vóc trang điểm gần 10 cũ thôi còn tiền mừng không phải bỏ ra đồng nào vì tôi đã chuẩn bị riêng cho kiên và bé ba của ảnh một phong bì chứa sắp tiền đô không phải đô la mỹ mà là đô la âm phủ mọi người đừng có chê tôi ác đơn giản là âm binh hãm cành cạch thì chả hợp dùng tiền âm phủ thôi may là tôi còn chưa tặng vòng hoa tang đấy ngày tôi đến mặt kiên với cô dâu á, méo sẹo tôi chỉ cười và bảo em xin lỗi trước đây em quá đáng với hai người quá hôm nay em đến đây để xin lỗi và chúc phúc cho hai người mong hai người trăm năm hạnh phúc nhưng mà là hạnh phúc dưới địa ngục nói xong thì tôi tung sắp tiền âm phủ lên mọi người đám cưới cứ phải nói là cứng người không biết chuyện gì xảy ra khỏi phải nói mà cô dâu chú rể như bản màu luôn kiên thì điên tiết lên nói cô mới là cái loại cô hồn các đảng sao ám người ta mãi mà không buông vậy cả cuộc đời này của tôi có bị cô phá hoại rồi tôi có mù nên trước kia mới dây vào cô cô nhìn bản thân cô bây giờ đi như một mụ điên bảo sao mà tôi ngoại tình đúng là miệng chó không phun ra được ngà voi tôi chỉ nhếch miệng cười bảo đi ngoại tình mà hãnh diện quá ha cứ như ai kề dao vào cổ anh bắt anh ngoại tình gì đó mà bé ba kia của anh cũng tài bị bao nhiêu người chỉ thẳng mặt chửi rồi mà vẫn ngang nhiên lấy chồng được tại đây tôi cũng nói thẳng cho hai người biết chừng nào tôi còn tồn tại thì hai người mãi mãi sẽ không yên ổn mà sống được đâu nghe tôi nói xong mọi người ở đám cưới bắt đầu xì xào chỉ trỏ cô dâu chú rể tôi thì ngang nhiên đi về tiện vứt thêm mấy sắp âm phủ nữa cả rạp cưới bây giờ phải gọi là lẫn lộn màu trắng đen quan khách đến lúc này còn ai dám ngồi nữa bỏ gì hết luôn nói thật sau đợt này chắc kiên nghỉ khỏe không có cưới xin gì nữa nghe bạn bè tôi bảo kiên với vợ sắp cưới chia tay rồi vì không có chịu được miệng đời thiên hạ tôi chỉ cười khẩy tháng cô hồn của tôi tiễn nhanh được một vong còn tháng cô hồn của mọi người sao có gặp được âm binh nào giống như anh kiên không thôi thì tháng cô hồn tôi cũng chỉ nhẹ tay gửi tí đô la nhưng mà là đô la âm phủ tiện rải thêm mấy tờ rơi có ảnh của hai người ân ái ngay trong lễ cưới nếu anh kiên và bé mi có nghe được bài này á thì đừng có nhột nha chị cũng không có ngại gì đâu vì cái nết như cái quần của hai người á Gần đất xa trời đến nơi rồi con cái thì đề huệ Con út còn Việt Kiều Thế mà ông bà ngoại tôi vẫn phải đi ăn nhờ ở đậu Không nhà cửa không vốn liếng đó mọi người ạ à. Các bác đừng có vội trách cứ Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó cả Chả là sáng nay vừa ngủ dậy chuẩn bị đi làm Thì tôi thấy mẹ ngồi thẩn thờ ở cửa Bàn ghế quán nước mẹ cũng không buồn dọn ra Nhiều người quen đến ngó nghiêng gọi cốc trà đá Nhưng mẹ bảo nay nghỉ không bán Găng hỏi mãi thì mẹ mới kể Hóa ra đêm qua bác cả cãi nhau với dì Út, bác tuyên bố từ mặt cô em gái đang định cưới tận Canada Kêu từ nay Dì Út về thì sẽ không được phép vào nhà nữa Có chuyện gì bác cũng không quan tâm Ai qua lại với dì Út thì bác cũng cạch mặt người đó Nguyên do mâu thuẫn của bác cả và dì Út khởi nguồn từ cách đây hơn 10 năm rồi. Khi đó ông bà ngoại tôi vẫn còn minh mẫn, nhà cửa đất đai còn nhiều, ba người con vẫn hòa thuận vui vẻ. Rạn nước bắt đầu khi một người họ hàng xa của bà ngoại đến thăm hỏi. Tôi không rõ người đó là ai, chỉ biết đó là Việt Kiều ở Canada về. Chẳng biết chú Việt Kiều đấy nói chuyện ra sao, mà sau đó không lâu dì Tuyết nhà tôi đùng đùng đòi lấy chồng ngoại quốc. Dì tự đi làm hộ chiếu thủ tục các kiểu để sang Canada, dì được ông chú Việt Kiều giới thiệu bạn trai cho, nghe kể gia cảnh giàu nọ kia, nên là dì tôi ham lắm ngày bạn trai của dì Tuyết về ra mắt, cả nhà ngoại tôi lăn đùng ngã ngửa về chú kia gần 60 tuổi rồi. Tính ra cũng sắp xỉ bắt cả tôi, mà chú ấy trông còn già nữa. Con trai riêng của chú Việt Kiều ấy gần bằng tuổi gì họ đi cùng nhau trong khập khiển khó tả. Chưa hết chả hiểu cư xử phương Tây kiểu gì, mà giữa bữa cơm cứ lâu lâu lại quay ra hôn đến chục một cái, làm ông bà đã không ưa nhìn, bị mắt nghẹn ngang. Tình huống bất ngờ xảy ra, nên ông bà ngoại gọi họp gia đình gấp, mọi người đều khuyên dì Út đừng có đâm đầu vào lấy chồng già như vậy, ngoại hình đã không tương xứng rồi, đến cách giao tiếp trò chuyện của bạn trai gì cũng hơi có vấn đề, khiến mọi người không thích, kiểu vừa khoe mẽ vừa lố lăng, làm người ta bị mất cảm tình, chưa kể ra nước ngoài định cư sẽ có nhiều khó khăn vất vả. Ông bà thương con gái lấy chồng xa nơi đất khách quê người, nhớ có chuyện gì xảy ra thì không giúp đỡ được mấy. Dù cả nhà khuyên hết nước hết cái, nhưng mà dì Tuyết đờ bỏ ngoài tai, kết cục ông bà ngoại phải bán một miếng đất đi cho dì có của hồi môn đem đi nước ngoài. Ngày gì chú kết hôn, khách đến chúc mừng thì ít mà kinh ngạc bàn tán thì nhiều. Họ chê chú rể vừa già vừa xấu, chê gì tôi mờ mắt vì tham lam. Ông bảo đỏ điều đó nhưng vẫn cố tình đâm đầu vào, tất cả là vì ham cái mát Việt Kiều sang chảnh mà thôi ông bà ngoại lén gửi cho dì mấy trăm triệu để trả nợ bác cả với mẹ tôi không hay biết gì mãi sau mới phát hiện ra dì tuyết bảo là vay nhưng đến khi ông bà ngoại đổ bệnh cùng lúc cần một khoản tiền lớn để mổ chữa dì lại quay ngoắt đi bùn tiền của bố mẹ đẻ bảo là đó là tiền em được bố mẹ cho nên em không có trách nhiệm phải trả cái gì hết ông bà nhịn con nên lại phẩy tay cho qua bán tiếp mảnh đất nữa để chữa bệnh của cải trong nhà cứ dần hao mòn hết ai cũng thắc mắc Sao ông bà ngoại tôi xa xúc nhanh vậy? Bác cả với mẹ tôi thì đều có gia đình riêng nên vẫn bình thường. Xong đến lúc ông bà thông giao, thông báo bán nhà thì chuyện tài đình về dì Tuyết mới lộ ra. Chẳng biết dì thuyết phục nịnh nọt kiểu gì mà ông bà ngoại có bao nhiêu tiền để chuyển cho dì hết. Dì cứ lấy lý do là cần tìm làm ăn cần tiền sửa nhà mới cần tiền nuôi con rồi không có tiền chồng khinh chồng tương tác để đánh vào lòng thương con rồi bòn trúc của ông bà gần chục năm gì mới bay về thăm nhà duy nhất một lần nhưng chuyến đó gì cũng bí mật lấy hết vàng bạc trong két của ông bà ngoại ông bà giấu kín chuyện con gái út thuộc két vì sợ bắt cả với mẹ tôi sẽ túm gì tuyết lại không cho đi đâu tốt xấu như thế nào cũng là con mình dứt ruột đẻ ra ông bà không muốn nhìn cảnh các con mâu thuẫn sâu xác cứ nín nhịn mãi để con út rút ruột Cuối cùng, ông bà ngoại chỉ còn hai sổ lương hưu và một ít tiền dự phòng trong tài khoản tiết kiệm. Di chúc ban đầu ông bà định chia đều cho ba đứa con ba mảnh đất, nhưng hai cái đã bán rồi, giờ chỉ còn mỗi mảnh đất nơi ông bà xây nhà ở thôi. Cuối cùng, ông ngoại phải sửa lại di chúc, dặn có con bán nhà chia ba phần đều nhau. Nào ngờ đâu ông bà chưa nằm xuống, đã phải bán nốt cái nhà cuối cùng còn lại. Ông bà cũng không dám tiết lộ cho bác cả và mẹ tôi biết, đành lén nhờ hàng xóm cho bán hộ, khi chủ mới đến xem và chuẩn bị đặt cọc thì mẹ tôi mới phát hiện ra, âm ỉ mấy hôm xong ông bà vẫn quyết bán. Mẹ tôi với bác cả tức phát khóc lên khi biết 3 tỷ bán nhà, ông bà đem chuyển hết cho cô Út. Hóa ra là dì Tuyết lại nghĩ ra kịch bản mới, dì gọi về tỷ tê với bà ngoại rằng công việc của vợ chồng dì đã ổn rồi, giờ dì muốn mua một cái nhà to bên Canada để đón bố mẹ sang đó phụng dưỡng, dì khóc lóc xin lỗi vì đã để ông bà phiền muộn suốt bao năm. Giờ dì hứa sẽ bù đắp lại tất cả, ông bà tôi hơn 80 rồi thì còn đi đâu nữa. Còn đâu mà minh mẫn, không ai hiểu ông bà suy nghĩ như thế nào. Bác cả với mẹ tôi ở ngay gần, thường xuyên qua lại chăm sóc thì ông bà không quan tâm. Cứ chăm chăm hy vọng vào lời hứa ngon ngọt của dì Tuyết. Xong bây giờ hai ông bà ở với nhau trong căn tập thể cũ thuê lại với giá 3 triệu một tháng. Hôm qua bác cả đến thăm ông bà và định đón hai người đệ để, để bà chăm sóc. Ông bà yếu như vậy rồi mà vẫn không chịu nghe, khăng khăng muốn ở riêng không phiền đến con cháu, tranh cãi một hồi xong bà ngoại lại nhở mồm để lộ một chuyện động trời khác, đó là khoản tiền 200 triệu dưỡng già cuối cùng của ông bà cũng đã bị Dì Tuyết lừa lấy mất, dì bảo là bà ngoại đưa tiền để dì lo thủ tục cho ông bà sang với con gái, nhưng ai cũng thừa hiểu kiểu gì ông bà cũng mất oan tiền như bao năm trước thôi bác cả đã gọi điện sang mắng dì tuyết một trận tơi tả cấm dì không được lấy tiền của bố mẹ nữa dì không chịu nhận sai lại còn đổ lỗi cho ông bà nói là tại ông bà thương con gái nên mới gửi tiền sang chứ em có đòi hỏi gì đâu tôi nghe mẹ kể mà xót hết cả lòng ông bà vẫn tin vào lời hứa hảo huyền của dì út bị con bòn trúc đến nỗi sắp ra đường ở tới nơi rồi mà vẫn nằng nặc bên còn dì Tuyết á, thì tôi chẳng còn lời nào để nói nữa. Được bố thương mẹ chiều mà sống bất nhân bất hiếu. Bố mẹ đã đi đến gần cuối cuộc đời rồi. Dì không báo hiếu được ngày nào. Con đẩy ông bà vào cảnh ăn nhờ ở đậu. Tôi tin người làm con như gì. Sớm muộn cũng nhận quả báo.